Model là Sony J3MD. Bass đánh rất là hay, rất là lực và chép thạch anh nghe rất là chi tiết và vang. Trong phân khúc dạng mini, model Sony J3MD so về chất âm thì ăn đứt những bộ dàn còn lại của thương hiệu Sony cũng như là những thương hiệu khác trong cùng tầm giá. Khi các bác nhận được bộ dàn này, mình sẽ ưng ý ngay. Bộ dàn này full chức năng, gồm có đĩa CD, đĩa MD, ngõ AUX kết nối điện thoại, TV, máy tính, tất cả đều hoạt động ok. FM của dàn tần số là 90. Bass của loa là 12cm, màng carbon, gân giải, chép thạch anh. Lưu ý giúp em, đây là hàng âm thanh nội địa Nhật, chạy điện 100V, vừa lòng đừng cắm nhầm 220. Các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 220V, hoặc là có nhu cầu gắn Bluetooth phía trong amply thì liên hệ em sẽ nhờ thợ chuyển điện và gắn Bluetooth cho mình. Mặt của amply này bằng phai nhôm, nhưng mà nó có cái vết chảy xước chút xíu trên mặt tiền, nên em sẽ giảm giá bán cho bộ này nha. Model Sony J3MD á, nó không bị chảy như vậy, bên em vẫn có, và giá bán là 1.300.000. Nhưng bộ dàn này á, nó bị chảy ở trên cái mặt tiền ngay vị trí này, em sẽ giảm giá cho mình chỉ còn 1.000.000. Các bác có thể cọc trước giúp em 300.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Hoặc chuyển đủ luôn 1.000.000 thì em sẽ tặng cho các bác một cái remote học, tức là cái khiển học. Mình có thể chỉnh được full chức năng trên dàn. Nếu các bác không quan tâm về ngoại hình, chỉ quan tâm về chất lượng âm thanh, thì mình có thể rinh ngay bộ này vì bass rất là sâu, chất lượng âm thanh rất rất là hay. Còn nếu mà mình quan tâm về ngoại hình thì chọn bộ đẹp, bên em có giá bán là 1.300.000 nha. Và tiếp theo sẽ test nhạc qua chức năng đĩa CD. Tôi lính trận xa nhà, từng đêm phút vui nguyện theo gió núi, biết ai đâu hẹn hò, lòng người hay đắn đo, trời đã ban cho bạn đường là tay súng mến yêu tôi thủy chung. Đi đánh trận trăm miền, miền xa miền xa, có ai còn yêu lính như những khi yêu người tình. Ngờ rằng em nhớ anh trọn kiếp xuân xanh. Đây là tổng thể mặt sau của cả bộ dàn. Công suất lo là 50W một thùng, 100W trên cặp lo. Công suất của amply là 56W. Hàng nội địa Nhật, sử dụng nguồn điện 100V. Ống bộ giữa lo và amply là made in Japan. Nghe radio AM hoặc là FM thì mình cắm anten vào vị trí này. FM của dàn